Hương vị Ruma. 16 năm trời hoằng pháp độ sanh, suốt ngày giảng pháp cho thiên hạ. Thiền sinh quy tụ về đông đủ, thiền thất mở khai mỗi năm mỗi năm. Rumata thiết giảng chân lý của càn khôn. Thế rồi cùng vặn lao mình vào trong bếp. Xào xào nấu nấu bữa cơm chay trên lò lửa. Cứ niệm hoài cho thiền sinh hồng danh thứ sáu cùng 12. Ai cũng ngẫm nghĩ có những hương vị gì trong món ăn của Ruma. Không ai học được món này nhưng đều vui vì Ruma xuống bếp. Bởi món Ruma làm toàn hương vị ngọt ngào và ấm áp của sức lực từ bi, bác ái và tình yêu thương. Thỉnh thoảng ta cũng cùng mọi người đùa vui. Món ăn ta nấu đầy hương vị hồng danh ta niệm. Trên đời không ai nấu ra hương vị giống như Ruma thường nấu. Món ăn Ruma thêm đậm đà vì gia vị là yêu thương. Đôi khi ta không còn chút thời giờ mà nghỉ ngơi. Thiền thất ngàn người vậy, minh sư vẫn vào bếp. Minh sư là vậy đó, ai ơi, lúc nào ta cũng vậy. Cứ nấu, cứ xào, từng món cho các con. Thôi thì Ruma ban tặng cho người hương vị thơm ngon. Tàu hũ mì căng ta xào chín đậm đà thơm phức. Củ quả thập cẩm được trộn đều. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm thay. Được ăn đồ minh sư nấu, xào hầm kho. Nào là canh chua, rau muống xào chao nồng nàn thơm. Tàu hũ sốt cà chua, cá kho tộ. Gỏi xoài xà lách. Hương vị Ruma đậm đà, lan tỏa từ trong bếp. Dâng hiến cho thiền sinh khắp nơi no ấm và bình an. Phần kệ này Ruma ta để lại nhân gian ngày 20 tháng 6, 2022, Thiền đường Chiang Mai, Thái Lan.